Bây giờ là cảnh thứ hai của ngày quay đầu tiên Nevis đại chiến được thực hiện tại biển Hiltonton Beach ở Cali. Cảnh thứ hai này sẽ là một sự xuất hiện đặc biệt giữa hai mẹ con Hồng Vân và Trevi. Nhưng trong kịch bản này thì hai người sẽ trong vai chủ và tớ. Và chủ tớ như thế nào thì mời quý vị tham gia hậu trường của Nevis đại chiến ở tại Cali. Yo tratando de este cuatro.